này thiện hiện vì tất cả Pháp đều chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng. Nên Pháp Phật, Pháp Như Lai, Pháp Tự nhiên, Pháp trí nhất thiết trí của tất cả Như Lai ứng tránh đẳng giác, cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng. Này thiện hiện, Pháp Phật, Pháp Như Lai, Pháp Tự nhiên, Pháp trí nhất thiết trí của tất cả Như Lai ứng tránh đẳng giác, đều chẳng thể nghĩ bàn nên nghĩ bàn diệt chẳng thể xưng lường nên xưng lường diệt không có số lượng nên số lượng diệt không gì sánh bằng nên sánh bằng diệt này thiện hiện do nhân duyên này tất cả pháp cũng chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng lường không có số lượng không gì sánh bằng này thiện hiện, Pháp Phật, Pháp Như Lai, Pháp Tự nhiên, Pháp Trí Nhất Thiết Trí của tất cả Như Lai ứng tránh đẳng giác đều chẳng thể nghĩ bàn, nên vượt nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, nên vượt xưng lường, không có số lượng, nên vượt số lượng, không gì sánh bằng, nên vượt sánh bằng này thiện hiện do nhân duyên này tất cả pháp cũng chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng lường không có số lượng không gì sánh bằng này thiện hiện chẳng thể nghĩ bàn là chỉ có chẳng thể nghĩ bàn trên phương diện ngôn ngữ chẳng thể xưng lường là chỉ có chẳng thể xưng lường trên phương diện ngôn ngữ không số lượng là chỉ có không số lượng trên phương diện ngôn ngữ không gì sánh bằng, là chỉ có không gì sánh bằng trên phương diện ngôn ngữ này thiện hiện. Do nhân duyên này, Pháp Phật, Pháp Như Lai, Pháp Tự nhiên, Pháp trí nhất thiết trí của tất cả Như Lai ứng tránh đẳng giác, đều chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường không có số lượng, không gì sánh bằng. Này thiện hiện, chẳng thể nghĩ bàn là chẳng thể nghĩ bàn như hư không, chẳng thể xưng lường là chẳng thể xưng lường như hư không, không có số lượng, là không có số lượng như hư không, không gì sánh bằng là không gì sánh bằng như hư không. Này thiện hiện do nhân duyên này, Pháp Phật, Pháp Như Lai, Pháp Tự nhiên, Pháp trí nhất thiết trí của tất cả Như Lai ứng tránh đẳng giác, đều chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng. Này thiện hiện, Pháp Phật, Pháp Như Lai, Pháp Tự nhiên, Pháp Trí Nhất Thiết Trí của tất cả Như Lai ứng tránh đẳng giác và thanh văn độc giác, trời, người, a tố lạc, vân vân trong thế gian đều chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng. Này thiện hiện, Do nhân duyên này, Pháp Phật, Pháp Như Lai, Pháp Tự nhiên, Pháp trí nhất thiết trí của tất cả Như Lai ứng tránh đẳng giác, đều chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng đường, không có số lượng, không gì sánh bằng. Khi Đức Phật nói Pháp chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng không gì sánh bằng như thế. Trong hội chúng có 500 bí xô, chẳng vướng các lậu, tâm được giải thoát. Lại có 2.000 bí xô ni, cũng chẳng vướng các lậu, tâm được giải thoát. Lại có 6 vạn nam cư sĩ đối với các Pháp viễn trần ly cấu, phát sanh Pháp nhãn thanh tịnh, lại có ba vạn bảy ngàn nữ cư sĩ đối với các pháp cũng viễn trần ly cấu phát sanh pháp nhãn thanh tịnh lại có hai vạn đại bồ tát chứng đắc vô sanh pháp nhẫn được thọ ký thành phật ở trong hiền kiếp